Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đón chào xuân mới Kỷ Sửu 2009. Tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi gửi tới các dân tộc trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Năm 2008, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, gây khó khăn lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Nhờ sự đồng tâm hiệp lực của đồng bào và chiến sĩ cả nước, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, vị thế nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Những thử thách năm qua đã cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc. Bước sang năm mới, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đoàn kết một lòng, vững tin ở tương lai, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, đối phó hiệu quả trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước, bảo đảm duy trì tăng trưởng hợp lý, giữ vững ổn định chính trị, phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống nhân dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2006-2010 mà Đại hội Toàn quốc lần thứ 10 của Đảng đã đề ra. Khó khăn, thách thức còn nhiều, nhưng nhất định chúng ta sẽ giành được thắng lợi mới to lớn hơn nữa. Mừng xuân mới, đoàn kết và phát triển.